ơi, ăn sáng thì phải ăn đa dạng. Chứ đâu phải mà hả ăn hoài mấy cái món của con Thương nó bán đâu. Không. Trời ơi, có bánh mì, có nước, đồ đàng hoàng đầy đủ. Có đồ ăn sáng không mà thiệt như đi thỉnh kinh vậy. Tính ra là có con này nó như là nó hả, nó bảo kê khu này hay sao ta. Mình mua đồ gì là cũng phải có cái sự đồng ý của nó mình mới dám mua, sợ nó chửi lắm. Thôi nhấc miếng cà phê cái. Trời ơi, chích miếng nó tỉnh. Mệt quá mệt. Trời ơi, cha ơi, chích vô cái nó tê, nó tỉnh, cái miệng nó thơm, cha ơi. Chết gắt quá. Trời ơi, làm cái miếng này à, quá đói. Vô nhà tôi vậy. Mua cổ bánh mì ăn mà nó sợ gần chết. Cái gì mà vô nhà người ta bỏng xin phép vậy? Đi về buôn bán đi. Bà còn dám nói hai chữ buôn bán với tôi nữa hả? Không còn nghĩa lý gì nữa rồi. Chính bà đã sắp tâm hãm hại tôi. Cái gì nói gì mẹ? Bà không nhớ sao? Chính bà là người xúi tôi mở quán. Bà thề thốt, bà hẹn hò. Bà nói sẽ ủng hộ tôi sáng năm chiếc lộn, chiều nắm con khô. Bây giờ thì sao? Bây giờ bà ra chỗ khác mua bánh mì ba te, uống cà phê. Bà nhìn quán tôi rồi bà chê. Sống này dễ quê lắm bà. Thành dĩ chị em đã bị chính bà đạp đổ rồi. Thôi má ơi, nín đi bà nội. Thôi bắt đầu từ mai tôi sẽ không ghé cái quán khác nữa, tôi mua nữa được chưa? Mai tôi bắt đầu tôi ghé lại quán bà, tôi mua ủng hộ khô mực rồi trứng lộn như cũ, ok chưa? Thà là như vậy đi nha. Mà thôi, bé còn giận á, bé không chịu đâu. Mắc ối quá, nói thiệt mắc ối lắm. Đã mình không được xinh đẹp á thì hả đừng có mà hả dở cái thói đũng nịu. Thôi bây giờ đi về đi bà nội ơi. Rồi hả mai tôi ghé tôi mua ủng hộ, ok không? Nhớ nha, bye bye bà. Trời ơi, hứa đại cho xong luôn chứ mà hả, con này bây giờ nhắc tới nó ngán gần chết. Tính ra là cả tháng trời trước là hả ngày nào cũng ăn 5 trứng hết trơn. Viết rồi hả muốn đẻ ra cái trứng một vịt lộn luôn vậy. Thôi đi vô ăn lại cái gì ghê quá. Trời ơi, công nhận hả mấy cái quán ngoài chợ bán món gì nhìn cũng ngon cũng thèm, chứ mà không phải nhà con Thương đâu. Ông khoan. Ê, không có để cho nó thấy được. Nó mà thấy một cái hả, nó ngăn ngực mình một cái là gọi là khỏi ăn. Tao biết bài hết trơn con. Tao đi đường khác. Tao liền nè, mày nói mày ăn quán tao mà mày không ăn ha, mày nghĩ sao mày xách cái háng mày đi ra ngoài chợ, mày hứa lèo, mày mua của mấy con mẹ mặt cửa ngoài đó, mấy cái ngoài đó vậy, đồ ăn tao bán ngon quá mà, má mày xuống đây mày chết mẹ mày tao lẻ đây. Trời ơi, sao có cái buổi sáng rồi mà khổ vậy nè trời, sao xuống đi trời ơi.